Xin chào các bạn, để tiếp tục đồng hành cũng như là tri ân đến toàn thể các quý khách hàng của bên mình đã từng yêu thích và sử dụng các sản phẩm của bên mình, đặc biệt là những dòng sản phẩm về kính áp tròng nhìn xuyên lá bài cũng như là bài lá bịp, thì ngày hôm nay shop xin giới thiệu đến các bạn và tiếp tục review những cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài mới nhất hiện nay. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình những hộp kính áp tròng nhìn xuyên lá bài nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Mỹ, từ Hàn, từ Nhật, các bạn có thể nhìn thấy này. Và ngày hôm nay cũng trong video này thì mình xin giải thích một vài những cái thắc mắc cho các bạn về các sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên lá bài các bạn nhé. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đã một vài mẫu kính. Đây là một cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài hộp gỗ từ Mỹ các bạn nhé. Một hộp kính rất là chắc chắn luôn các bạn ạ. Đây, bên trong đầy đủ hết các phụ kiện cho các bạn nhé. Đây, hai cái hộp đựng mắt len. Giải thích chút cho bạn về cái mắt len này các bạn nhé. Cái mắt len này là cái mắt len màu này, màu của mắt len nó là màu tím này, nhìn qua là màu tím như này này. Đó, thì các bạn lại thắc mắc rằng là hỏi xem rằng là nó có lộ hay không, thì trả lời luôn cho các bạn là nó không hề bị lộ, đeo vào là nó ăn theo màu mắt của các bạn. Và thứ hai là cái này nó đeo nó rất là mềm và cũng không hề bị cộm mắt các bạn nhé, không hề bị cộm mắt hay là hỏng mắt hay là sưng mắt đâu, bạn hoàn toàn yên tâm. Bởi vì là bên mình đều có chế độ bảo hành cho các bạn 1 năm nhá, 1 năm cho một sản phẩm đó. Đây, tiếp tục một cái nọ đựng nước mắt, đựng cái nước len này. Đây là một cái để gắp len này, đây một cái hộp để chúng ta đựng mắt len các bạn nhá. Đấy, đây là một hộp kính gỗ Mỹ này. Tiếp theo này cũng là một cái mẫu kính Mỹ các bạn nhá. Đây, made in USA đây. Tuy nhiên là hộp đây là hộp kính 5D xịn sò hơn so với hộp kính gỗ vừa nãy. Đấy, cái này thì nó là cực mỏng các bạn nhá, cực mỏng và đeo cực nét luôn. Đó, cái này nó tương tự cách sử dụng thôi, các bạn đeo vào mắt nó ăn theo vào mắt của các bạn và các bạn chơi bài như bài ngửa luôn và các bạn mang tiền về nhà. Đó, rất là dễ sử dụng. Và ngoài ra còn có một cái mẫu kính nữa này. Mẫu kính này là cái mẫu kính của Hàn các bạn nhé. Mẫu kính này thì nó rất là phù hợp với kinh tế của các bạn, với túi tiền của các bạn. Ví dụ như nhiều bạn nào chúng ta lăn tăn rằng là chúng ta không muốn sử dụng một cái mẫu kính đắt tiền này, hoặc là các bạn muốn là chơi nhỏ lẻ trước, các bạn muốn kiếm một ít sau đó các bạn về các bạn có tiền các bạn mua những mẫu kính xịn sau ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu này. Cái này thì nó cũng như thông thường thôi, đầy đủ hai mắt len và cũng là cái phụ kiện đi kèm cho các bạn nhá. Cũng cách sử dụng thì tương tự tất cả những mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài thì các bạn đều đeo vào mắt và các bạn nhìn bài như bài ngửa thôi. Và bài nhé các bạn nhá, giải thích các bạn một chút về bài này. Các bạn hỏi mình rằng là bài này có phải là bài nào cũng được hay là các bạn phải sử dụng bài đi kèm với kính, thì phải sử dụng bài đi kèm với kính thì các bạn mới chơi được các bạn nhé. Bài tuy nhiên thì như này, các bạn muốn sử dụng mẫu nào các bạn inbox cho shop, hoặc là các bạn muốn sử dụng mẫu các bạn làm theo mẫu các bạn gửi hình ảnh cho shop, shop sẽ làm một cái hộp bài như này, một cái bộ bài như thông thường như này, nguyên đai nguyên kiện như một cái bộ bài mà có tạp hóa thông thường đó. Các bạn về các bạn cháo cái này vào các bạn chơi được thôi. Đó, rất là dễ sử dụng nha các bạn nhé. Bài nào bên mình cũng làm được đó. Và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn này bằng cái cách là mình sẽ đeo cái mắt len này vào cái camera này đây nha các bạn nhé. Đây, mình đeo vào đây rồi, bây giờ mình sẽ bật cam lên và test thử cho các bạn này. Đây, đeo vào thì nó sẽ hình ảnh như thế này. Đây, bây giờ mình sẽ cầm cái bộ bài lên và mình sẽ cháo cho các bạn, đọc cho các bạn một vài con các bạn nhé, xem là cái độ nét của hình ảnh này có đúng như là mình lời mình quảng cáo hay không, hay là sai sự thật. Đây, bộ bài đây, cháo lên. Các bạn lùa được bộ bài vào là các bạn chơi bài đúng như bài ngửa luôn, yên tâm các bạn nhé. Đây, test thử một con trước. Đây là con 6 các bạn nhé. Con 6 này nó có hai cái dấu tam giác hai bên. Đây là con 6 rô. Đó, đọc chuẩn đường con 1 luôn. Tiếp theo này, đây là một con quy, lại có dấu hai tam giác hai bên, lại là một con quy rô. Đó, tiếp theo này, con này cũng là một con quy các bạn nhé. Tuy nhiên thì nó không có gì, không có dấu hiệu gì, thì đây là một con quy bích. Đó, không có gì, nó là bích nha các bạn nhé. Thế thử cho các bạn một vài con nữa nhé. Như con này chẳng hạn, con này thì là con 9, nó có cái dấu tròn tròn này này. Dấu tròn tròn này là cơ các bạn nhé, 9 cơ này. Đó, bài cực kỳ nét luôn, hình ảnh của mắt kính rất là trong, rất là rõ ràng, không hề bị phát hiện được đâu các bạn nhé. Đây một con nữa này, con này là con 10 các bạn nhé. Thập này, thập là 10, có dấu tam giác hai bên này, 10 rô. Đó, và
Đấy là một vài những hình ảnh mình đã test thử cho các bạn về cái chất lượng của cái kính này. Và ngoài ra các bạn có những cái bất cứ những cái thắc mắc gì về những cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên lá bài, cũng như là các bạn cũng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm như là ví đổi bài, áo đổi bài, hay là những cái sản phẩm liên quan đến bài lá bịp hay là máy đánh bài, thì các bạn đều có thể liên hệ qua bên mình nhá. Shop mình đầy đủ tất cả các sản phẩm và là đại lý phục vụ cho tất cả các bạn. Bạn nào mà muốn mua hàng nhiều hay là ít, các bạn đều liên hệ qua shop mình nhá, đầy đủ tất cả các sản phẩm cho các bạn mua đó. Và giá cả thì đảm bảo là phải chăng nhất thị trường rồi, bạn hoàn toàn yên tâm các bạn nhé. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.